đặc sản Sĩ Quan. Ở Huế bây giờ nhiều đặc sản, nhiều vùng miền cũng là có mặt tại Huế này, miền Bắc, miền Nam, miền Tây, Sứ Quan. Ngày hôm nay thì trời nắng sớm. Dạ, yeah, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Chào, bây giờ có những công trình kiến trúc dễ sợ chứ. Cho đi rất dẹp luôn. Nguyễn Tân Tô án ra hướng ra Nguyễn Huệ, hướng đường Nguyễn Huệ. Giờ ngày hôm nay đi tây nắng sớm, không như hôm qua, chắc cũng do ảnh hưởng thời tiết xấu. Tin những cái tin nạp thấp xa, cho nên là ngày hôm qua có mưa nhiều mây vào sáng sớm, chiều mới trưa chiều mới nắng. Ngày hôm nay bắt đầu thời tiết trở lại 35 độ C rồi. Yeah, và lúc này là Huế 7 giờ 30 sáng thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024. Dạ, về cùng ngày hôm nay dự báo từ 25 đến 35 độ C, ngày nắng nha bà con, bắt đầu gác trở lại đó. Đây là khu vực nút giao thông đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Còn cái lốp cốt bà con phải đây con cái lốp cốt thân ảnh vết tích thời phạt để chứ. Hai Bà Trưng, đường phố. Em đưa bà con thăm Huế ngày mới này, hay đi nè những cái tuyến đường cho cầu bò rập bóng cây dân thôi, đi chọi nặng bà con sáng thầy đường. Đó, theo dự báo thì bắt đầu 15-17 trở lên thì về xây gác nặng. Như ngày hôm qua thì tự nhiên có cái thay đổi đột ngột thời tiết thì có giảm đi một chút, có mát đi đôi chút, 34 độ C. Rồi ngày hôm nay bắt đầu nặng gắt trở lại đó bà con. Thì cũng theo như dự báo là con 29 giờ đi bắt đầu đợt nặng gắt sẽ kéo dài nữa. Vậy là khả năng cuối tuần và đến tuần sau là gắt nặng đó. Thấy đường Hai Bà Trưng em ghé vô ngang qua chờ bà con thăm, chờ ngày mới. Lâu lâu phải đi ngang qua các khu học chờ chứ thôi là bà con cũng quên lãng rồi, mà lỡ mà có cái những cái hàng món chi chúng ta cũng bỏ qua không biết được. Yeah. Chờ Hai Bà Trưng thích cảnh rạp chiếu phim năm xưa rồi, người ta quen gọi là chờ phát phím đấy. Rồi cũng có nhiều câu nói của bà con đó là chờ nên là chờ nhà giàu. Đó là vì nằm tại trung tâm bán cái gì cũng giả cùng mà.
có hơn chỗ khác tí nên mới gọi là nhà giàu mới mua nổi. Miền miền như vậy. Chợ Hà Bạch Tưng. Lúc này 7 giờ rưỡi thì bà có hình như đang xòn hàng, mở hàng chưa buôn bán đầy đủ, trực chờ trong chợ. Đó, hai bên về trực chờ là gian hàng bán đồ tiêu dùng thì xòn từ sớm. Họ có lấy những cái gian hàng thịt cá, thịt sóc. Và đường phố Hai Bà Trưng ngày nay rất sinh động, cuối tuần là phố đi bộ về đêm, còn ban ngày thì bây giờ lột xác thay đổi hoàn toàn rồi. Họ có cái rạp chiếu phim to lớn cho bà con 6 tầng đó, rồi chung quanh là khách sạn, nhà hàng, những cửa hàng nhỏ lớn người ta mở ra kinh doanh làm ăn bây giờ rất là phồn vinh luôn. Đường phố đầy hoa lệ. Rồi khu vực này gần với bệnh viện tại ngã tư Ngô Quyền này. Đó, đường xã bây giờ đẹp kia chứ, chiếc chầm đầy đoàn để bà con ngập lại Huế trong vài giây. Đó, ngã tư Ngô Quyền Hai Bà Trưng đây có một ngôi chùa nằm tại trung tâm, và đặc biệt ngôi chùa thì xung quanh là thành thị đó, đặc biệt hơn nữa là phía sau và một bên là bệnh viện. Một ngôi chùa, ngôi chùa này tên là Phật Quang, còn rất là nhiều đoàn từ thiện đến những cửa chùa để làm việc thiền trong những ngày rằm, những ngày giúp cho bà con ở bệnh viện khổ khó. Đi ngang qua đây thì thấy cũng rất nhiều hình ảnh những đoàn từ thiện có cái nơi để cửa chùa để giúp cho bà con những lúc những bữa ăn. Cái sân bãi rộng lắm mọi người, nhờ vào cái khu vực rộng rãi của chùa công viên để giúp tặng bà con quà đó. Đó, còn đây là khu vực a già trước bệnh viện mua bán rất là đông, phục vụ người nhà bệnh nhân. Lúc này là nhiệt độ ngoài trời lúc này là 29 đến 30 độ C đó bác con. Gần 8 giờ sáng. Hai Bà Trưng em hướng ra đây là đường Hà Nội. Là đường Hà Nội đi qua bên kia là phải đi vòng lại đấy chẳng có đường đi thẳng, đường đường Tân Cao Vấn đó. Chắc qua. Phạm Hồng Thái. Tân Cao Vấn là chúng ta vừa đi ra từ cổng bệnh viện đó. Đây là đường Phạm Hồng Thái này. Có một buổi sáng ra
mặc dù trời nặng gió dối vào các hiên nhà đó nhưng mà quảng xã vẫn đông khách. Rồi những quán ăn rất đông khách, rất có tiếng xứ Huế tại đường này Phạm Hồng Thái. Cái thằng đang ngoài kia là đường Lê Lợi. Đây là ngã tư Trấn Định. Đi vào một vòng khu vực ở đây là thấy cái cảnh sinh hoạt ngày mới của bà con, những hàng rong rồi hàng quảng á, các tuyến đường nơi đây bà con người ta buôn bán rất là đông khách. Bà con tranh thủ buổi sáng để thời gian đi làm cho nên là sáng ra là ngồi những cái góc này là quen thuộc rồi. Sau 8 giờ là bắt đầu vắng. Hoàng Hoa Thám. Đi ngược lại phía sau lưng là bưu điện Thừa Thiên Huế. Đây là hướng ra Lê Lợi. Bên cạnh một khách sạn hàng trăm năm Sài Gòn Moran. Đối diện là Trường Tiên. Dạ. Giờ bà con đi làm đó đông đúc, có cả ngã tư đèn xanh đèn đỏ cùng dưới cầu Thương Tiền. Sáng nay người từ bờ Bắc sang bờ Nam nhiều hơn là người bờ Nam sang bờ Bắc có giờ sáng. Có thể là công việc bên này nhiều hơn, còn bên kia là sinh sống. Đường xã bây giờ đẹp kìa chứ. Thương Tiên xuôi về Đông Ba.
và những hình ảnh ngày mới tại trước chợ Đông Ba. Trời nắng hè bà con soạn hàng bán buôn sớm đó. Dạ. Thường thường là thầy dài muộn mà bây giờ là 7 giờ rồi 8 giờ kém là đã hàng hóa xong mua vào này rồi. Thôi ngày nặng lắm. Có thể là nặng, ngày nặng là bà con đi chờ sớm nữa, ba tiểu thương tuân thủ buôn bán sớm phục vụ. Hàng bè ở trên đường này em thấy có vị sư đi khất thực cho mọi người. Hưng Thúc Kháng bên dòng sông Đông Ba. Dạ, với những hình ảnh ngày mới, em hy vọng bà con biết trên Huế cùng em. Ngày hôm nay ngày thứ tư 17 tháng 4 năm 2024. Tiết trời dự báo ở Huế từ 25 đến 35 độ C. Ngày nắng. Mày ngoài trời thì khoảng 29-30 độ C. Dạ. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Bây giờ em xin kết thúc video. Thì xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Bên kia là bến sông tại chùa Dụ Đệ. Có con đò. Dạ, một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe bình an. Vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người.